Ngủ quên trên xe buýt, cô gái tỉnh dậy trong sự bàng hoàng khi phát hiện một bàn tay thò dưới váy, cái kết làm mọi người hả dạ. Trong đoạn phim ghi hình từ camera của xe buýt vào hôm ngày 15 tháng 7, cô gái ngồi lên xe buýt không bao lâu thì đã chợp mắt ngủ. Một gã đàn ông quan sát được điều này đã lẳng lặng tiến đến ngồi ngay chiếc ghế phía sau của cô gái. Khi thấy cô gái có vẻ ngủ rất say, gã ta liền nảy sinh ý định xấu xa. Gã đàn ông biến thái sau đó móc điện thoại di động ra, một mặt hắn láo liên nhìn xung quanh để chắc rằng không ai phát hiện ra hành động của mình. Mặt khác hắn đưa chiếc điện thoại xuống bên dưới chiếc váy của cô gái để quay lén. Cảnh quay lén diễn ra trong gần 5 phút trước khi nạn nhân bất ngờ tỉnh dậy. Nhìn thấy bàn tay gớm ghiếc đang thò dưới váy, cô gái đã hét lớn rồi dùng sức đẩy ra, vạch trần hành vi đê tiện của gã đàn ông. Gặp phải gã biến thái, cô gái cảm thấy rất sợ hãi và xấu hổ, nhìn vẻ mặt bặm trợn của gã. Cô không dám đối mặt trực tiếp, nhưng càng không thể bỏ qua vì sẽ càng làm cho hắn lên mặt tự đắc, lần sau có khi còn táo tận hơn với nạn nhân khác. Cô gái sau đó quyết định báo với tài xế, yêu cầu ông hỗ trợ cô gọi cảnh sát. Bị phát hiện, gã đàn ông sợ hãi còn định bỏ chạy xuống xe nhưng hắn đã bị tài xế chặn lại, nhốt trên xe cho đến khi cảnh sát tới hiện trường để xử lý. Hiện tại gã biến thái đã bị tạm giam và chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành vi đê tiện của hắn ta.